tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất để hội thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Nay hội thánh lại dâng các ngài lên Chúa như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oan hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyên cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái mà dân thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp biên với các ngài. Ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen. Kính thưa cha Đàm Minh, quản nhiệm cộng đoàn các thánh tử đạo Việt Nam Tây Úc, kính thưa quý ông bà cố và tất cả mọi người đang hiện diện trong ngôi nhà thờ thân thương này. Buổi chiều tối ngày hôm nay, chúng ta thật hạnh phúc khi chúng ta được quy tụ tại nơi đây, và chúng ta không chỉ gặp gỡ Chúa mà chúng ta còn được kín múc nhiều nguồn ân sủng của Chúa qua thánh lễ mà chúng ta tham dự. Rồi một điều hạnh phúc hơn nữa, đó là chúng ta có Chúa là cha và mọi người chúng ta là anh chị em với nhau. Chính trong cái thân tình gia đình đó, giờ đây chúng ta cùng chào đón nhau bằng một tràng vỗ tay trong tình yêu của Chúa. Trong thánh lễ chiều ngày hôm nay, con cũng hiệp ý để xin Chúa ban ơn bình an cho từng người, từng gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, cũng như xin Chúa chúc phúc cho tất cả các công ăn việc làm của mỗi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta đây. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Kính thưa cha, kính thưa quý ông bà cố, quý ông bà và anh chị em. Khao khát của người Kitô hữu chúng ta đó chính là khao khát được sống đời đời với Chúa. Và cái khao khát đó không một thế lực ở trần gian nào có thể đáp ứng cho mỗi người chúng ta ngoài Chúa Giêsu Kitô mà sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay Chúa chỉ cho mỗi người chúng ta, đó là ai lắng nghe lời Chúa và tin vào Chúa Cha thì có được sự sống đời đời. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta trong thánh lễ này biết mở rộng tâm hồn để đón nhận lời Chúa và lời Chúa biến đổi mỗi người chúng ta để đời sống của chúng ta được kết hiệp với Chúa. Ngày hôm nay cũng là ngày 13 tháng 3. Người Việt Nam chúng ta có lòng yêu mến Đức Mẹ. Chúng ta hay chạy đến với Đức Mẹ trong những dịp ngày 13 để kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Hôm nay chúng ta cũng hướng về Đức Mẹ để chúng ta dâng từng người, từng gia đình chúng ta trong vòng tay từ mẫu của Mẹ. Chúng ta dâng lên Mẹ mọi buồn vui, sướng khổ để Mẹ đồng hành với chúng ta như là những của lễ để xin Chúa chúc phúc cho mỗi người chúng ta. Với những tâm tình đó, giờ đây mỗi người chúng ta thành tâm ăn năn thông hối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban thương những người công chính và bao dung kẻ lầm lỗi biết ăn năn. Này chúng con khiêm nhường thu tội, xin Chúa mở lượng khoan hồng ban ơn tha thứ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán: trong thời thuận tiện, ta đã nghe lời ngươi. Trong ngày cứu độ, ta đã cứu giúp ngươi. Ta đã gìn giữ ngươi và đã đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở và thu hồi các tài sản bị phân tán, để ngươi nói với tù nhân rằng: các ngươi hãy ra, và nói với những kẻ ở trong tối tăm rằng: các ngươi hãy ra ngoài sáng. Họ được nuôi dưỡng trên các nẻo đường, và các đồi trọc sẽ trở thành đồng cỏ. Họ sẽ không còn đói khát nữa. Gió nóng và mặt trời không làm khổ họ, vì đấng thương xót họ sẽ là người hướng dẫn họ và đưa họ đến uống ở suối nước. Ta sẽ biến đổi tất cả các núi của ta thành đường đi, và các lối đi của ta sẽ được bồi đắp cho cao. Này đoàn người từ xa đến, kìa những kẻ từ hướng bắc và hướng tây lại, và những người từ miền nam lên. Trời hãy ca ngợi, đất hãy nhảy mừng, núi đồi hãy hân hoan chúc tụng, vì Chúa đã an ủi dân người
và sẽ xót thương những người cùng khổ. Nhưng Sion nói, Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi. Nào người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng ta sẽ không quên ngươi đâu. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kính mời cộng đoàn cùng đọc đáp ca. Chúa là đấng nhân ái và từ bi. Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. Chúa là đấng nhân ái và từ bi. Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy những ai sa ngã và cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên. Chúa là đấng nhân ái và từ bi. Chúa công minh trong mọi đường lối và thánh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài cách thành tâm. Chúa là đấng nhân ái và từ bi. Kính mời cộng đoàn cùng đứng. Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu trả lời dân Do Thái rằng: Cha ta làm việc liên lỉ, ta cũng làm việc như vậy. Bởi thế người Do Thái tìm cách giết người vì người đã phạm luật nghỉ ngày Sa-bát. Lại còn gọi Thiên Chúa là cha của mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế Chúa Giêsu trả lời họ rằng: quả thật ta nói cho các ngươi biết, Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều gì Chúa Cha làm thì Chúa Con cũng làm như vậy. Vì chưng Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi phải thán phục, bởi vì cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và ban cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy. Ngài sẽ làm cho ai sống là tùy Ngài, vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người được tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha. Ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha. Đấng đã sai Ngài, quả thật ta bảo các ngươi, ai nghe lời ta và tin Đấng đã sai ta thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa và ai đã nghe thì được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì người cũng cho Chúa Con sự sống nơi mình như vậy, và người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ. Kẻ đã được làm việc lành thì được sống lại để được sống, còn kẻ làm việc dữ thì sẽ sống lại để bị xét xử. Ta không tự mình làm điều gì, nghe sao ta xét xử vậy, và ai án ta xử thì công minh, vì ta không tìm ý riêng ta mà tìm ý Đấng đã sai ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa cha Đa Minh, kính thưa quý ông bà cố, quý ông bà và anh chị em. Chiều hôm nay khi cha Đa Minh cho con được chủ tế và được chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ chiều ngày hôm nay, mặc dù là tuổi đời linh mục 15 năm trời rồi, nhưng mà cảm thấy nó vẫn run run làm sao ấy, giống như là ngày đầu mà mình chịu chức linh mục để mình rồi mình được chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ với cộng đoàn. Con xin cảm ơn cha Đa Minh rất là nhiều. Kính thưa quý ông, quý bà và anh chị em, bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe tiếp nối bài tin mừng hôm qua khi Chúa Giêsu Ngài thi thố tình yêu thương của Ngài trên những người đau yếu bệnh tật, đặc biệt qua việc Chúa chữa khỏi bệnh cho một người bị bại liệt 38 năm trời. Rồi khi người bại liệt được khỏi bệnh và Chúa Giêsu nói với người bại liệt vác chõng mà đi về, và chúng ta tưởng chừng chuyện đến thế là xong. Nhưng không phải thế, những người biệt phái Do Thái họ đã chất vấn Chúa Giêsu về việc mà Chúa Giêsu đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Vậy thì mỗi người chúng ta thử hỏi, tại sao lại có cuộc chất vấn này? Thưa là bởi vì họ không hiểu được sứ mệnh của Chúa là được Chúa Cha sai đến để đem lại sự sống và ban ơn cứu độ cho họ và cho muôn người. Những người biệt phái ấy vẫn cứ cậy dựa vào những hình thức và những tập tục cổ truyền của mình để ngăn cản bước chân của Chúa, để chống đối Chúa. Và nhất là chúng ta thấy vì tính ích kỷ của họ, họ đã cố chấp và chai cứng lòng mình trước những đau khổ của anh chị em của mình đang cần đến sự nâng đỡ, sẻ chia của họ. Vâng, khi trách người thì cũng phải nghĩ đến ta. Từ các hành xử của những người biệt phái ngày xưa, mỗi người chúng ta đây cũng được mời gọi nhìn lại đời sống của mình. Bởi có những lúc mỗi người chúng ta đây cũng không hiểu về sứ mạng của Chúa, có những lúc mỗi người chúng ta đây thường tạo ra những chướng ngại vật để ngăn cản hoạt động của Chúa trong cuộc đời của chúng ta và cuộc đời của tha nhân. Tuy rằng trong cuộc sống này, trong thâm tâm của mỗi người chúng ta đây, nhiều người chúng ta đây luôn ao ước để đi tìm hạnh phúc, chúng ta khát mong để có được sự sống đời đời, nhưng đôi chân của mỗi người lại cứ bước vào trong đau khổ, bước vào cõi diệt vong. Nhiều người chúng ta đã trải qua hết mùa chay thánh này, mùa chay thánh khác, chúng ta vẫn thường nghe điệp khúc cánh trở về với Chúa, hãy sám hối ăn năn. Nhưng kết thúc mùa chay thì cuộc sống của mỗi người chúng ta không biến đổi là bao. Chính vì vậy, nhiều người chúng ta vẫn đi trong tội lỗi và không còn lối thoát. Nhất là chúng ta vẫn cản lối không cho Chúa đi vào cuộc đời của mỗi người chúng ta và vào cuộc đời của tha nhân. Sứ điệp lời Chúa mà chúng ta vừa nghe Chúa nói với mỗi người chúng ta: ai nghe lời Chúa và tin vào Chúa Cha thì được sống đời đời. Mà để được sống mãi, sống hoài, sống đời đời với Chúa, đó là một niềm khát khao của mỗi người chúng ta. Thế nhưng nhiều người chúng ta trong cuộc sống này lắng nghe lời Chúa đó, nhưng lời Chúa chưa thấm nhuần vào trong chính cuộc sống của mình. Nhiều người chúng ta đây hằng ngày vẫn đến với Chúa trong những thánh lễ, có thể nói trong nhà thờ, nhiều người Kitô hữu chúng ta như những con chiên ngoan đạo đó, nhưng khi trở về cuộc sống, khi ra khỏi nhà thờ này thì nhiều người
chúng ta vẫn dễ bị ma quỷ cám dỗ, vẫn gian tham, vẫn ích kỷ, vẫn hẹp hòi, vẫn buôn chuyện, nói hành nói xấu, sống thiếu trách nhiệm trong vai trò làm cha, làm chồng, làm mẹ, làm vợ, con cái nơi gia đình. Và thậm chí có những người khi gặp những sự cố gì trong cuộc sống, chúng ta chạy đến với Chúa để chúng ta cầu xin Chúa điều này điều kia, Chúa chưa nhận lời thì tỏ ra giận Chúa, tỏ ra giận cả cha xứ, tỏ ra giận Chúa, bỏ Chúa, bỏ lễ và thiếu niềm tin tưởng cậy trông vào Chúa. Chính vì việc này mà có một người không công giáo đã đến nói chuyện với con rằng: Thưa cha, con là người không công giáo, nhưng con rất yêu mến ông Giê-xu là bởi vì giáo lý và đạo của ông Giê-xu dạy rất hay, đó là bác ái và yêu thương. Và ông Giê-xu không chỉ nói bằng lý thuyết, mà chúng coi được biết đó là đã dùng chính cả cuộc đời của mình để làm điều đó. Chúng tôi yêu mến ông Giê-xu, nhưng mà chúng tôi không yêu mến, không thích những người công giáo là bởi vì những người công giáo họ không sống và làm theo những điều mà ông Giê-xu dạy. Điều này cũng là một điều để đáng cho mỗi người chúng ta suy nghĩ, để chúng ta giới thiệu Thiên Chúa, giới thiệu Chúa cho những anh chị em sống chung quanh chúng ta đây. Ước gì qua sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta đây biết lắng nghe lời Chúa mỗi ngày, để lời Chúa biến đổi từng người chúng ta đây, để mỗi người có được trái tim như Chúa, đó là yêu như Chúa đã yêu và sống như Chúa đã sống. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này, dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù hạnh phúc hay là đau khổ, dù nước mắt hay là sướng vui, chúng ta cũng mạnh dạn chạy đến với Chúa, đặt cuộc đời của chúng ta trong vòng tay quan phòng của Chúa. Bởi vì mỗi người chúng ta phải xác tín rằng chỉ có Chúa mới có sự sống, chỉ có Chúa mới cứu sống, và chỉ có Chúa mới giải thoát, và chỉ có Chúa mới đưa mỗi người chúng ta đây vào sự sống đời đời. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để làm của ăn nuôi dưỡng chúng con. Chúa tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con. Rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con xin dâng lên Chúa làm của lễ, để làm của uống nuôi sống chúng con. Chúa tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em ơi, cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, ước gì thần lực của lễ này giúp chúng con cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới để chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đáp và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tinh phần xác trên ngự nết sâu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thương. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quan thần thờ lạy, các quyền thần kinh sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc và các thần sốt men đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con được đồng thanh với các Ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa công đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đương thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, hai Đức Giám mục Timothy và Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa từng người, từng gia đình trong cộng đoàn của chúng con đây. Xin Chúa chúc lành, ban ơn bình an và gìn giữ cho mỗi người chúng con, mỗi gia đình chúng con có được một cuộc sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lên trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhà Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lần Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang. Nước Cha chỉ đến,
Y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Bình an Chúa. Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Ngài làm nên những điều lạ lùng.
một niềm tin đấy thôi. Nhưng qua bao ngày tăm tối, nhưng qua bao nỗi bối rối, giữa cơn nguy nan vẫn chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con và lãnh nhân hồng ân bởi trời là thần dược chữa lành tin hữu, xin đừng để cho hồng ân này lại trở nên an phạt chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin phép cha Đàm Minh, các ông bà cố cũng như quý ông bà cho con ít phút để con có thưa chuyện một chút. Con xin mời ngồi ạ. Kính thưa cha, kính thưa quý ông bà cố và tất cả mọi người, khi mà con xin Đức Cha Giáo Phận Xuân Lộc cho con đi qua bên Úc để mà lo cho công việc xây dựng nhà Chúa, thì có thể nói là hành trình 3 tuần lễ của con là một hành trình dài. Và trong hành trình đó cũng có nhiều cái lo âu. Thế nhưng con được biết mọi ông bà mình nói là trên một đoạn đường đi, dù đoạn đường đó dài bao nhiêu đi chăng nữa mà có người cùng đi với mình, thì mình cảm thấy cái đoạn đường đó hình như là ngắn lại. Rồi nếu những nỗi lo, nỗi buồn mà có những người cùng sẻ chia, thì những nỗi lo và nỗi buồn đó sẽ vơi đi. Hành trình của con từ Việt Nam qua Úc đây, 3 tuần lễ có thể nói là một hành trình dài. Có những lúc con nghĩ giống như là ba vua ngày xưa mà đến với Chúa đấy, lúc ẩn, lúc hiện, lúc vui, lúc buồn, có những ánh sao dẫn đường rồi lại vụt tắt. Thế nhưng rất may cho con, bởi vì cái hành trình con đến đây mặc dù là không một người quen biết, rồi không một người, những người mà mình gặp gỡ trong những thời gian qua chưa một lần mình gặp mặt. Thế nhưng trên hành trình đó con được gặp gỡ mọi người, nhất là cha Đa Minh, rồi quý ông bà cố và mọi người trong giáo xứ ở đây. Rồi con cũng nhận được đó là những cái nỗi lo của anh em chúng con cũng được cha và quý ông bà và anh chị em sẻ chia trong lời cầu nguyện, rồi cả những vấn đề vật chất khác. Con xin cảm ơn cha Đa Minh rất là nhiều. Con cảm ơn quý ông bà cố và tất cả mọi người. Có thể nói là con không chỉ lợ tình, lợ tiền, mà lợ tiền trong quý ông bà và anh chị em đây. Bởi vì trong cái chuyện Kiều Nguyễn Du, con nghe có câu mà than thở đó là nợ tiền thì chúng ta có thể dễ dàng để mà trả, nhưng mà nợ tình, nợ ân nghĩa thì không biết bao giờ mới trả được. Nên chính vì vậy mà con chỉ biết là cầu nguyện để xin Chúa trả giúp cho con, trả cho con. Xin Chúa ban cho cha Đa Minh luôn được bình an trong sức khỏe, luôn có được niềm vui trong sứ vụ tông đồ của mình, và có được một chỗ yêu thương trong trái tim của cộng đoàn các thánh tử đạo Việt Nam ở Tây Úc này. Rồi riêng quý ông bà và anh chị em con cũng cầu chúc cho, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có được sức khỏe dồi dào,
rồi gia đạo được trên thuận dưới hòa, công ăn việc làm được mọi sự thuận lợi. Con cũng khát mong nếu có dịp gì mà quý ông bà và anh chị em hay là cha Đa Minh về Việt Nam thường ghé thăm giáo xứ chúng con, để con có một phần nào đó để mà trả lại cái ân tình ân nghĩa đối với cha và quý ông bà và anh chị em. Một lần nữa con xin cảm ơn cha, cảm ơn tất cả mọi người chúng ta đây. Rồi mai con chào mọi người, con đi về Richmond, rồi ngày 18 con trở về Sydney, rồi 22 con về lại Việt Nam. Con xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn cha rất nhiều. Vinh hạnh được đón cha tới đây. Thật sự đây là một cái niềm không phải báo trước, nhưng mà cha như là lính nhảy dù, nhảy xuống khá là vụt đi mất liền. Rồi đây, đó là những cái ơn gọi, những cái điều mà công việc của Thiên Chúa làm thì chúng ta không thể nào được ân tình, ân nghĩa thôi. Chúng ta hãy cùng nhau trả lại cho Thiên Chúa và trả lại cho anh em của chúng ta. Đó là cái niềm vui mà tất cả chúng ta đều dành cho nhau. Đó là cái công việc của cha, và cha phải chu toàn bổn phận. Công việc chúng ta cũng chu toàn bổn phận. Tất cả đều là ân tình của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và chúng ta hãy trao cho nhau những điều đó. Xin cảm ơn cha rất nhiều. Con xin mời cộng đoàn đứng. Con xin cha cùng với con để xin Chúa chúc lành cho mọi người. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Con xin chúc cha và quý ông bà và anh chị em có một đêm bình an trong tình yêu của Chúa.